cách quốc lộ 14 chỉ chừng hơn 200m, nằm trong lòng phố thị đông đúc. Khu dân cư Tân Thành trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm nơi an cư đúng nghĩa và đầu tư sinh lời cho tương lai. Sống tại khu dân cư Tân Thành, quý khách được trải nghiệm cuộc sống thăng hoa, vượt trội, không khí mát mẻ quanh năm và tận hưởng tiện ích hiện hữu với chất lượng tốt nhất trong vòng bán kính chưa đến 10 phút di chuyển. Với vị trí ấn tượng nằm ngay trên mặt tiền đường liên huyện sắp được mở rộng kết nối hai tuyến vành đai chủ lực của tỉnh, sẽ giúp việc di chuyển từ dự án đến các tỉnh thành phía Nam, Tây Nguyên và các nước trong khối ASEAN vô cùng thuận tiện và nhanh chóng. Cư dân tương lai của khu dân cư Tân Thành sẽ nhanh chóng tiếp cận các tiện ích như bến xe liên tỉnh, trường học liên cấp, chợ truyền thống và hàng loạt siêu thị, trung tâm mua sắm, thương mại đẳng cấp ngay tại trung tâm thành phố Đồng Xoài. Giá trị của dự án nằm ở chỗ liền kề các khu công nghiệp Đồng Xoài 1, 2, 3 sẽ giúp cho khu dân cư Tân Thành trở thành nơi an cư lý tưởng cho đông đảo người lao động, chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước làm việc tại đây. Đồng thời mở ra cơ hội có 102 khi đầu tư các mô hình dịch vụ bán lẻ, lưu trú, cho thuê ngắn hạn, dài hạn để bứt phá thu nhập, tích lũy tài sản bền vững. Với mức chi phí hấp dẫn trong tầm tay, chỉ từ 2.500.000 đồng một mét vuông, khu dân cư Tân Thành trở thành điểm sáng đầu tư và an cư mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mong muốn sở hữu. Khu dân cư Tân Thành, một sản phẩm của Nam Dương Group.